Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Đọ khối tài sản nhiều người mơ ước của ba chị em gia đình Hoa Dâm Bụng. Hòa Minji. Ngay trong thời kỳ nhà nhà thắt lưng buộc bụng vì chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hòa Minji cho ra mắt MV trở lại showbiz với mức độ đầu tư vô cùng hoành tráng, khiến bao người trong giới phải trầm trồ thán phục. Được biết, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đã phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để thực hiện MV này. Và số tiền đó được lấy ra từ khối tài sản khủng của cô. Dù mới 25 tuổi và bước chân vào showbiz chưa được bao lâu, nhưng Hòa Minji đã tích cóp được cho mình rất nhiều tài sản có giá trị. Điển hình như hai căn hộ cao cấp nằm ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh được cô giao bán cách đây không lâu. Giá mỗi căn dao động từ 7 đến 9 tỷ. Cũng trong đầu năm nay, cô đã bỏ tiền ra xây cho bố mẹ một căn nhà cao 5 tầng vô cùng khang trang, hoành tráng ở quê nhà. Không đề cập đến kinh phí xây nhà, nhưng ngoài việc xây căn nhà 5 tầng, đầu tư nội thất, thì miếng đất hai mặt tiền nằm ở khu phố đắc địa như thế này, hẳn có giá trị không hề nhỏ. Được biết, trước khi xây nhà báo hiếu bố mẹ, Hòa Minji cũng trả nợ ngân hàng cho gia đình, với con số lên tới hàng trăm triệu. Bên cạnh việc phụng dưỡng đấng sinh thành, được biết nữ ca sĩ còn đứng ra nuôi em trai ăn học. Nói về thu nhập từ việc hoạt động nghệ thuật, Hòa Minji khẳng định kiếm được 500 triệu đồng trong vài ba ngày là không khó. Đức Phúc cũng tỏ ra không hề thua kém đàn chị khi sở hữu trong tay khối tài sản tiền tỷ ở tuổi ngoài 20. Nam ca sĩ tiết lộ bản thân đang sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi đắt đỏ, người sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu. Cuối năm 2019, Đức Phúc mua tặng bố mẹ anh một chiếc ô tô có giá trị như một món quà báo hiếu. Anh thường xuyên làm mới hình ảnh của bản thân, từ chàng trai thích dùng sản phẩm bình dân, trở thành tín đồ hàng hiệu mới trong giới giải trí Việt. Bộ sưu tập của Đức Phúc có nhiều trang phục và phụ kiện, đến từ các thương hiệu danh giá như Gucci, D&G, Versace. Cậu em Eric. Trong bộ ba Hoa Dâm Bụng thì chỉ Eric là chưa có nhà riêng. Tuy nhiên, từ năm 22 tuổi Eric đã có thể tự mua xế hộp hạng sang. Bên cạnh đó, mỗi tháng Eric đều gửi tiền chu cấp cho gia đình với mong muốn bố mẹ có một cuộc sống thoải mái, sung túc hơn. Theo tiết lộ của chính Eric, hiện nay, mức cát xê của anh cũng khiến nhiều người mơ ước. Anh tâm sự, tôi may mắn khi vừa ra mắt có bản hit đầu tiên là sau tất cả. Dù vậy, cát xê của tôi khi đó chỉ dừng ở mức 10 triệu đồng, 15 triệu đồng hoặc thậm chí 5 triệu đồng một show. Hiện tại, con số có thể tăng lên khoảng 9-10 lần. Chưa kể, tính tôi tiết kiệm, không tiêu pha quá nhiều mà tập trung đầu tư cho âm nhạc, dành tiền mua nhà, mua xe. Được biết, kế hoạch mua nhà của Eric sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Anh đang phân vân giữa hai căn nhà có giá trị khá lớn. Bên cạnh đó, bộ sưu tập hàng hiệu của Eric cũng không thua kém bất kỳ đồng nghiệp nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh.